Tiếp theo, Đức Thầy do danh Thầy sẽ tặng quý con qua bài cổ nhạc Hứa Trước Mở Đường. Cơ sàng sấy lòng người trong trần thế, để coi ai chánh kiến ai tà. Một phần người tới chính phần ma, nào ai biết trái tim ta tà hay chánh à. Kẻ đuổi Phật lòng họ ma đó vậy, người mời ngài lòng ấy có kim tim. Linh cảm sinh lòng dữ hay hiền, nhìn lòng đó biết liền cơ dai ngẫu à. Vậy Phật và ma nó khác nhau dữ lắm, người chống Phật là ma đi sồ đâm bao thiền. Thế giới đời này chính phần ma chỉ một phần hiền, vì khí âm cực mà lòng người sinh ra bạc ác, nên trời cho vào chu kỳ tận thế diệt lòng ma. Thay đổi cơ nguyên mới là do chánh, không chánh không tà. Ông tu ông đắc, bà tu thì bà đắc. Tự do chọn đường tu mà hay là tu Phật, vì khi âm cô nên trời thay bầu quả đắc. Trời tay tạo thế gian và tăng tạo thượng ơn kỳ, cơ cảnh chiến rồi đây sức diệt chủng, nên Phật giáng chẳng chỉ cứu được một phần thôi. Còn chính phần ba không tu thì lọt hết sổ trời, sau đó trái đất lặp lại đời thưởng đức. Còn chúng sanh vào long hoa là cỡ thi đại đức, người không tu tâm mà thiền lòng công đức ở đâu sanh, nên rất hoa thi đại đức cổ thị ba. Đến đó biết trẻ đò ai tiếp khách, trái tim thiền nó rất lã mộng tơi. Dạng sư ni cầu Phật để siêu tôi, không công đức thằng tiên ngơ tai điếc à. Hàng sư ni đến đây lên tha thiết, tưởng ông chùa thì Phật đưa đi. Sự công bằng của tôn tam giáo chấm thi, không phải lấy tăng ni ra đòi Phật à. Trời thi hội long qua nên sai con mình là Phật Di Lạc, tái thế phổ truyền ra chánh pháp thượng nguyên kỳ. Các sư ni tăng trong chánh pháp Phật tam kỳ, trái tim lão quá đó tu nhiều rồi không còn chí tề. Thầy xuống dậy sờ sờ con cầm trong hoa chê tứ phương, lòng con chưa ma nên không có công đức để cúng dường. Còn trái tim có linh cảm sao con không nhận ra thầy mình tai thế.
có phải con tụng kinh nhiều mà trái tim lão qua, quê tim đâu không nhìn thấy chân đạo của Bồ Đề. Con chê chân pháp lòng qua, rồi đây ai rước con về? Kẻ sĩ ngu tu thấy kinh Phật còn ra tiếp rước, con tu Phật vì con từ khước chân pháp ma kỳ ba. Trái tim con luân hồi nhiều nay nó đã quá già, không còn trí tuệ nhìn ra con là ma hay chính con là Phật. Đừng tưởng con bằng áo ni tăng là Phật, mà Phật ở trong tim mình con chưa ngộ là ai. Đến cờ biên thiên chùa già an, các con đều rớt xuống tiền đài. Bốn trăm năm trước con đi, hứa là giáng thế từ bi mở đường, nay nhìn con ghét hay thương, thấy đầy xuống mở đường con lại thành ma. Kính bái Đức Thầy Vô Danh Thầy.